Xin lỗi các em, ta đến muộn. Vì nhà cụ Tuất có người mất, thế nên ta phải qua đấy để viết văn điếu. Yeah. Hả? Này. Sao mà trông các em có vẻ hớn hở khi nhà người ta có người mất thế nhỉ? Vì bố em làm nghề đào huyệt đó. Bố em làm nghề thổi kèn đám ma hả? Bố em đóng quan tài thầy ạ. Thì phải thi thoảng có người mất thì bọn em mới có tiền đóng học cho thầy chứ thầy. Đấy. Các em phải nhìn bạn Tôm kia kìa. Phải buồn bã, phải đồng cảm như bạn Tôm mới là chuẩn. Đời người nó vô thưởng lắm. Tiền bạc, vật chất chỉ là phù du thôi. Chỉ có cái sự... Thôi, thầy đừng lên thiêng nữa. Là sao? Vì nhà em làm chát đám cưới mà toàn đám ma thì có sơ muối được gì đâu mà lại chả buồn.